Đây mọi người, đây là cái giống của chị gì nằm hồi lúc xưa nè, là nằm ở chân chỗ này luôn nè, buổi trưa này là nằm ở chân đây cái bụi tầm dông gặp mấy sông hả mọi người, giống này nè, bây giờ Quy nó xuống đây nằm giống này không. Mình Tăng TV xin chào mọi người. Và anh chị bữa nay mình trở lại mình thăm cái ngôi nhà mà của anh Hiệp cắt cổ vợ và con nè mọi người. Đây ngôi nhà của anh đây, bữa nay là làm sạch sẽ cho người ha, từ trong ra ngoài. Đây là ngôi nhà mọi người, cũng đóng cửa vậy nè, u ám bịt mù hết mọi người. Cửa buộc dây là mọi người, không có ai vô được hết, ở trong nhìn vô nhìn nhện không à mọi người, nhìn nhện không ha. Rồi bây giờ mình vô mình gặp ông Mát để mình nói chuyện ha mọi người. Đây chiếc xe của chị Tiền hồi lúc trưa đây mọi người, biển số Sài Gòn ha, 53 SV000 3 số 0 8. Chiếc này là chiếc xe đưa con đi học hàng ngày hết mọi người. Đó. Còn chiếc xe siêu út của chị Tiền nữa. Chiếc này như chiếc 80 vậy ha, xe hồi xưa chiếc cổ. Cháu không vô sao? Gì? Cháu không vô hỏi thăm đi. Có gì đâu. Có bảo ở nhà không? Bà nhà, chứ hút thuốc luôn hả? Loại mua thuốc gì vậy? Không hút mà không ăn lấy thuốc là không có mua luôn. Trời ơi, mua dùm. Thuốc người ta nghỉ bán à? Tạo ai? Vết với hai con người ta nghỉ à? Trời. Mua bát tô. Ăn mà hút cái tô gì? Mua bát tô xanh. Ăn mà hút cái tô xanh đó chưa? Ừ. Nhà đưa cho 50 đi mua nè. Mua dùm mấy thuốc. Đợi, đợi, được rồi chị ơi. Không phải à? À. Đánh bài chỗ này. Đánh bài lớn quá. 500 ngàn, hôm qua em chuyện ai thằng Nguyên nó ăn 500 ngàn. Ông thua à, phải không? Thua đâu chơi đâu. Ông bắn đạn phải không? Ừ. Ăn thua. Bắn 5 ngàn mỗi. Bắn hay không? Ông với thứ tư anh tư bắn phải không? Có ai ăn hả? Còn nào nữa không? Ông dẹp điện thoại đó coi. Tụ đâu. Chồng cất chồng. Giống mà lúc trước chứ đâu có gì đâu, quay chứ tao không nói chuyện không. Giống mà lúc trước chị Tiền nằm đây phải không? Đúng rồi, đó chị Tiền nằm đây cái gì nữa. Hai mẹ con. À biết đâu à. Tụi không nói chuyện, tụi không nói tay à. Không có cái gì chỉ chọn anh thôi. Không có cái Tâm, ông cho xin cái Tâm ơi. Có ông này nữa. Hả? Ai? Ông quay người chết à. Gì? Không quay mà không lên là búp, không có ông, không có ông này nè. Tôi mới gặp ông là lần đầu đúng không? Lần đầu luôn, lần đầu. Bên đó? Quán quán cà phê bên. Mấy người kia kìa. Kìa. À? Nhớ sai vậy đó. Người kia kìa đóng thôi ông trời. Mới xuống đây mới xuống tập hát. Tôi mới bán hút thuốc. Lâu lắm nó mua hút không? Đó nhà đó đó. Căn chỗ nhà cửa đó đó. Dính luôn rồi. Nhà đó có bán thuốc không? Ê, nhà đó có bán thuốc không? Xin như nó cây Tâm luôn. Có. Mẹ dính luôn rồi. Không vô à? Dính trong luôn hả? Xin là gì ký vậy? Nè cái này nè em. Đấy, cây này mềm quá. Đấy nè. Gãy rồi ông nội ơi. Lấy cây kìm kéo thôi nè. Có cái kim không? Chứ anh á, à Nguyên á. Ngang nó quýnh bài với thằng Phong hả sao?
con phong trào. Tôi đâu nói gì đâu. Này bắt chó không ha ông mà. Đi ngoài lộ này hả? Trời ơi, chó của Nguyên nó mắc biết bao nhiêu con mà nó rồi ông ơi. Tôi cho nó hai con mắc thịt trơn hai con đó. Lấy ra không được luôn hả? Tiệm á, đi ghé tiệm điện thoại em tắt vô. Lấy cái kim, lấy cái gì đó. Có cái kim đồ á. Gắn cái sim chứ. Hút. Ai cho à? Mua cho ai? Mua chứ ai cho? Tặng trái nè. Tôi đâu có nói chuyện đâu. Ôi trời ơi. Tôi đâu nói chuyện đâu. Trời ơi. Nằm tại nhà luôn. Chú thấy luôn hả? Thấy đâu, thấy là không có thấy. Bây giờ đầu chia đất nữa. Chắc vậy quá. Thôi chia không được rồi. Chia không nổi luôn. Cái đó là cái chuyện gia đình nhà người ta còn đâu biết đâu. Người ta nói thì chia đất cho hai vợ chồng nó hai công gì đó. Không có cho. Quay đi không có cho mà nó bán quay người không để được cho tiền có mấy trăm triệu còn gì nữa cho đồ mấy trăm chứ không nghĩ chứ nhiêu nó quay không quay luôn. Ủa ai đâu đấy ở trển bên bả ha bên bà kia ha rồi hổm mấy ông nào quay đó rồi giờ ghé thăm coi mình sao rồi ghé thăm rồi đầu rồi sửa nhà nữa rồi sửa cắt nhà nữa hả? Nâng mình nhà lên nữa. Con thì con không biết, con không có rồi. Tụi con sao nói vậy chứ con tụi nó không có rồi chứ mà hổm là mấy công an chưa ra là nằm sải cánh luôn. Mình không biết sao nha. Mà vô là công an nó chưa ra. Mà cũng tội nghiệp nó. Sao mà quay. Trời, điện thoại dữ vậy. Kìa. Không quay. Có đi lại nó không?